Mr. Pitti hết kể chuyện lịch sử trân trọng gửi đến các bạn những thông tin về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam qua tác phẩm cao điểm cuối cùng của tác giả Hữu Mai. Phần 3. Linh không phục trung đội trưởng. Sau khi làm xong nhiệm vụ mở cửa, Cương kiểm điểm lại bộ phận bộc phá của mình. Chỉ còn hơn một tiểu đội có thể tiếp tục chiến đấu họ đã xa lầy hơn nửa giờ đồng hồ trong tấm lưới dây thép gai của địch giải kín từ lưng chừng đồi cháy qua những thửa ruộng hoang lên tới gần đỉnh đồi A.1, dài ngót 200 thước. Cương ra lệnh cho các chiến sĩ tìm súng của những người hy sinh hoặc bị thương tự trang bị, sẵn sàng vào trong đồn tiếp tục chiến đấu. Việc làm của An rất kịp thời. Một chiến sĩ liên lạc chạy như bay từ trên đồn xuống, truyền lệnh của đại đội trưởng cho anh phải thu thập tất cả những người còn lại lên tăng viện cho các đơn vị đột kích đồn địch bố trí rất phức tạp. Giao thông hào sâu lút đầu người. Đan ngang dọc như mắc cười. Lô cốt, ụ súng lớn nhỏ dày đặc. Nhiều lần các chiến sĩ dũng cảm lao bộc phá vào lỗ châu mai, nhảy vào ụ súng, chỉ thấy vắng tanh. Kẻ địch đã rút đi từ lúc nào. Nhưng lúc họ vượt qua ly súng, tiến sâu vào trong thì bất thần. Một hỏa điểm xuất hiện bắn sói vào sau lưng. Tiểu đoàn trưởng Vinh đã tung lên nhiều đợt xung kích nhưng các đơn vị chỉ tiến được một quãng lại bị tiêu hao, phải dừng lại củng cố. Nhận thấy xung kích và đồn rất lẻ tẻ, những đợt tấn công bị yếu đi. Vinh hạ lệnh cho các đơn vị thu thập những người còn ở ngoài đồn, đưa nốt lên. Cường dẫn các chiến sĩ lên gặp đại đội trưởng khỏe. Đại đội trưởng kẹo anh nhảy lên miệng chiến hào. Ánh sáng đèn rủ của địch giúp họ quan sát phía trước khá rõ ràng. Khỏe giao nhiệm vụ bên phải đang có tiếng tiểu liên nổ nhiều là đơn vị bạn hai trung đội của ta đã tiến theo hướng trái bây giờ đồng chí cho đơn vị đánh thọc vào giữa chiếu hướng cái ụ cao cao kia có lẽ là lô cốt cố thủ của nó chú ý địch ở hai bên sườn đánh đến đâu củng cố đến đấy nếu không gặp địch thì tiếp tục tiến chú ý bắt liên lạc với đơn vị bạn có mang theo bộc phá khối đánh lô cốt không có từ trên miệng chiến hàng nhảy xuống cương sách tiểu liên đưa cặp mắt nảy lửa kiểm điểm hàng quân rồi ra lệnh gọn ghẽ. các đồng chí tiến theo tôi chiến trường đã làm cho khuôn mặt đẹp của anh đanh lại những tiếng hô chiến đấu nho nhỏ vừa rắn chắc vừa dịu dàng của anh có một cái gì như một sợi dây mềm buộc chặt những người chiến sĩ vào với mình các chiến sĩ thuộc trung đội bộc phá này thực ra chỉ mới hiểu người cán bộ của mình qua mấy giờ chiến đấu vừa rồi anh được bổ sung về đại đội giữa chiến dịch trước nhìn chiếc ba lô buộc toàn dây như chiếc bánh trưng cái khăn mặt xanh nước biển mặt trắng những đôi giày vải đế cao các cán bộ tiểu đội và chiến sĩ lâu năm dì tai nhau lại lính lục quân rồi họ vốn ít tin những người cán bộ xuất thân từ nhà trường những cán bộ mà theo họ chỉ hay lý thuyết không hay đánh giặc nhất là khi người cán bộ mới này lại có nước da trắng trẻo và bộ mặt không một vết nhăn ít ngày sau một chiến sĩ vốn trước là học sinh có nhận xét, trung đội trưởng trình độ văn hóa cũng soàng. Qua bài ca dao trên bích báo, anh ta đã thấy trung đội trưởng viết rất xấu và sai chính tả nhiều. Một người khác cũng nhận xét, trung đội trưởng không phải người thành phố vì khi nói anh hay lẫn lộn chữ L với chữ N. Nhưng không phải vì thế mà họ tin tưởng ở trung đội trưởng hơn. Anh em càng xì xào nhiều sau trận Mộc Châu, trung đội trưởng bị sốt nặng không đi chiến đấu được. Có anh tiểu đội phó lâu năm, tính hay châm chọc. Đến chỗ nằm của trung đội trưởng ngắm mảnh vài giải giường. Chiếc chăn trắng tinh. Rồi nói, ban chỉ huy ở nhà trường ra có khác. Nắm thứ đẹp đẹp nà. Trung đội trưởng chắc hiểu ý tứ riêng của một số anh em. Nhưng không đả động gì. Chỉ tích cực làm việc. Chính trị viên đại đội cũng nhận thấy tình hình này. Trong một buổi nói chuyện, anh đã khéo léo giới thiệu để mọi người biết. Cường trước khi đi học lục quân là một cán bộ chiến đấu có nhiều thành tích đã được cử đi dự đại hội liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới ở bá linh cương dẫn đầu đơn vị thọc rất nhanh về phía ụ đất bằng đại đội trưởng đã chỉ cho anh đến mỗi ụ súng anh tự mình bắn tiểu liên vào lỗ châu mai cho các chiến sĩ lên đặt thuốc nổ khói đen chưa tan người ta đã thấy trung đội trưởng một tay sách tiểu liên một tay cầm đèn dìn nhảy vào trong ụ súng địch anh nắm cổ từng tên địch còn sống sót đang run rẩy kẹo ra giao thông hào đẩy về phía cửa đột phá với câu nói, A nê, đi đi. Càng vào trong, chiến hào của địch càng sâu và hẹp hơn, nhiều quáng phải. Nghiêng người mới đi lọt. Người trung đội trưởng muốn tiến thật nhanh tới cái ụ đất cao cao. Đại đội trưởng nói đó là lô cốt cố thủ. Nhưng anh đoán có lẽ nó là sở chỉ huy của địch, vì anh thấy nó nằm ngạo nghễ giữa đỉnh đồi. Những đường hào chật trội này đã làm chậm bước tiến của anh thỉnh thoảng lại gặp một quãng chiến hào mở ra thêm những nhánh mới, làm anh phải dừng bộ đội lại suy tính xem nên tiến theo đường nào. Anh nảy ra một ý định mới. Anh hạ lệnh cho các chiến sĩ bỏ chiến hào nhảy lên tiến trên mặt đồn, như vậy vừa nhanh chóng vừa không trực mục tiêu. Hào địch sơ một đầu một với, hai bên ghép phên nứa để đất khỏi lở. Người trung đội trưởng bám lấy một chiếc cột tre, đạp chân vào liếp nứa nhảy lên trước. Các chiến sĩ làm theo anh. Họ đã rèn được ba người bốn người. Hơi chậm. Bất thình lình cương nghe tiếng kêu bên tay nằm xuống và có bàn tay ấn vội lưng anh xuống đất. Hơi phá của quả đại bác quất vào mặt anh rát rạt. Tiếng nổ quá gần làm hai tay anh ù đi một lúc. Anh lầu bầu, cáu kỉnh Bắn loạn thế này. Đánh vào giữa đồn rồi mà vẫn còn bắn. chung quanh anh những đám khói đại bác vẫn tiếp tục phụt lên. Người tiểu đội trưởng nói vào tay anh. Địch nó bắn đấy, không phải ta đâu anh nghĩ đồng chí này nhầm rõ ràng là tiếng nổ của đạn đại bác lẽ nào địch lại bắn đại bác vào giữa đồn cùng lắm nó cũng chỉ dám cản ta bằng súng cối cỡ nhỏ thôi nếu chúng bắn đại bác vào đồn để diệt ta thì những viên đạn đó cũng chẳng tha gì chúng nhưng một lát sau anh đã thấy người tiểu đội trưởng nhận xét đúng cứ sau mỗi loạt tiếng nổ đầu nòng từ hồng cúm vọng lại thì những viên đại bác lại xoèn xoẹt tới tấp lao xuống đồn. Địch bắn đại bác vào đồn chúng, một hiện tượng lạ anh chưa từng gặp trong những trận đánh trước, khi đồn địch chưa bị tiêu diệt. Xuống giao thông hào. Các chiến sĩ nhảy xuống chỗ cũ. Lần đầu, họ thấy trung đội trưởng dừng bộ đội lại hơi lâu, trong mày suy nghĩ. Nhưng lát sau họ lại nghe tiếng trung đội trưởng. Địch bắn vào đồn là yếu lắm rồi. Nó sắp rút đấy các đồng chí theo tôi thọc thẳng vào sở chỉ huy họ vùn vụt tiến về ụ đất bằng một ụ súng nhỏ hiện ra phía bên trái ụ súng không hoạt động nhưng có vẻ đáng ngờ cương ra lệnh tổ đồng chí ngọ tiêu diệt cái ụ kia người tổ trưởng chưa kịp nói gì thì một chiến sĩ bé nhỏ cầm thủ pháo xăm xăm tiến lên ụ súng lạnh ngắt làm cho anh ta không thích lắm anh đứng thẳng người lững thững đi lại trước miệng lỗ châu mai Cương vội lao lên nắm áo anh ta, kẻo giật trở lại. Muốn chết à? Người chiến sĩ ngơ ngác nhìn anh, nói. Trung đội để tôi lên. Sao lại đi vào miệng súng của nó? Rẽ sang bên phải mà bỏ lên. Sau khi quả thủ pháo của người chiến sĩ nổ, người ta vào ụ súng lôi ra được hai thằng địch, một thằng không hiểu tại sao trần chuồng như con nhộng việc ngăn cản hành động dại dột của người chiến sĩ trẻ tuổi đã làm cương tụt lại cuối hàng quân. Các cán bộ tiểu đội đã quen với lối chiến đấu của người chỉ huy mình, không chậm trễ một phút tiến về phía trước. Họ vẫn đi trong đường hào sâu hẹp, hai bên ken phên nữa. Nhưng họ cũng đoán được mình đang tới gần cái ụ đất lớn ở đỉnh đồi tới gần cái sở chỉ huy của địch như trung đội trưởng đã nói. Chiếc đèn dù của địch phụt tắt, đồn địch lại chìm nghiềm trong bóng tối ngột ngạt khói đạn tiếng động cơ máy bay đang ầm ĩ đều đều trên không bỗng phát ra những tiếng khô dạn của hai vật bằng kim khí cỏ sát và nhau nhiều sắp vỡ ra trung đội trưởng cương đang vỗ vai người đi trước né tránh cho mình vượt lên bất thần một sức mạnh quật anh ngã xuống lòng hào có những vật to lớn nặng nề tới tấp lao xuống người anh cương nghe tiếng đạn bay xiết quanh người trước mắt anh là một khoảng đen thăm thẳm có vô vàn vì sao sáng đang tan vỡ tinh lạc người chết chắc là cái này anh muốn kêu to lên bố ơi con chết rồi nhưng có cái gì đút nút trong cổ họng trong bóng tối mông lung hiện ra bộ mặt răn rúm của bố anh hai con mắt đang mở to nhìn anh cặp mắt của người già như bọc một lần màng che mỏng người anh lâng lâng bay vút lên nhưng lát sau cái nhẹ nhàng đó tan đi mất anh thấy tức thở và có một khối gì rất nặng đè trên người mình rồi anh nghe rõ tiếng liên thanh vẫn nổ đạn đi sát xịt ngay trên đầu anh nhận ra mình vẫn còn sống và cái vật đang đè nặng trên người là những bạn đồng đội có lẽ đã hy sinh sờ tay vào má nhơm nhớp anh bị thương rồi nhưng anh vẫn chưa cảm thấy rõ ràng mình đau ở đâu cương nhớ lại những lần bị thương trước kia đạn vào người cứ ngọt như không chỉ lúc sờ thấy vết thương mới biết đau anh thử cố vặn người thì thấy đồng chí đè trên anh hơi bị lật sang bên người anh nhẹ đi anh đã nhìn thấy những tia lửa đỏ đang vun vút rít gió trên đầu anh biết nếu động mạnh thì lập tức nó sẽ lao xuống tìm mình ngay cương cố nghền đầu quan sát phía trước cách anh chừng hai thước giao thông hào có một đường rẽ sang trái tới đó anh sẽ tránh được luồng đạn ác liệt của khẩu đại liên này đèn dù của địch hết chiếc này đến chiếc khác nối nhau tỏa sáng trên đầu bỏ đi bây giờ khéo địch trông thấy mất và anh lại lo lỡ mình đã bị thương ở chân thì sao chả nhẽ cứ nằm đây chịu. Chết! Chợt thấy súng địch ngừng nổ, và có tiếng lách cách. Cương dùng hết sức lực hất người đẻ trên mình sang bên. Trồm dậy lao lên, chạy tạt sang đường hào bên trái. Tên địch thay băng xong, đạn lại xối xả sau lưng anh. Nhưng chỉ làm tung đất ở bờ hào bụi mù. Cương thấy mình vẫn đi lại được nhẹ nhàng. Anh đi quanh quần một lúc, không tìm được anh em nào trong trung đội. Mấy người lố nhố bên một ổ súng, anh lại gần, nhận ra tiểu đoàn phó quân đang đứng với hai chiến sĩ. Dưới chân là một hòm đầy lựu đạn mỏ Việt. Hết phần 3. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.